Như chia sẻ với mọi người nè, hôm trước thì chồng phải bỏ lớp bùn, tại vì đó là mùa nắng. Còn bây giờ vào cái mùa mưa rồi, bên trong khô thôi, không cho bùn dưới. Cho bùn là cây nó sẽ bị úng. Mưa được mưa nhiều, cây úng là cây không phát triển được. Này, mỗi cái thời điểm mình trồng cây nó khác nhau các bạn. Đây, hôm nay đi trồng mít nha mọi người. Mít giống mua này, con giống này mới mua cũng mấy ngày trước đó. Mít này mua về rồi ôm lại cũng cỡ tháng trời nó mới cao được gì nha mọi người. Mít giống này mới mua hôm trước đó các bạn. Giống này thì lúc này đang rẻ có 10.000, 10.000 một cây. Này nguyên cái đám này 150 cây các bạn. Khu này đây 150 cây mít. Hôm nay trời mưa. Đất nó mềm mềm rồi đi ra trồng xen lại, trồng dặm lại mấy cái cây mà đã bị già đó. Trồng cái bên trồng dặm thêm. Thấy tốt không? Cây nó dài kìa nè. Cái này cũng người ta đã ghép cũng khá lâu rồi bạn. Mình mới ở đây anh em mới mua đem về. Cây này cỡ nếu mà nó phát triển được cái nhánh to vậy cũng mấy tháng rồi, 2 tháng trời đó. 2 tháng mới được nhánh cỡ vậy các bạn. Trồng xuống là bắt đất là tốt liền luôn đó. Đây, mấy cây hồi trước đã già hết rồi, đốn bỏ đâu mà. Giờ trồng ngay chỗ gốc cũ lại nha. Hồi trước thì đang ông anh với đang đi dài trước nữa kìa. Bên đây nữa, thấy không? Đây. Gốc bên đây nè. Cây nó già cỗi hết này. Loại bỏ nó, giờ trồng mít mới vô. Này ngay bộ cũ thì mình chỉ xế một cái lỗ được rồi. Còn bắt đầu trồng các bạn. Này, mình trồng các bạn. Mình chỉ trên cái bộ cũ chỉ xế một cái lỗ thôi nha. Mít rễ nó ra. Mít này mình ươm cũng lâu rồi nha. Bởi vì rễ nó ra đều hết trơn. Đây bạn, mít mới trồng xuống các bạn nhìn thấy cái cây không? Cây cực kỳ tốt nha. Tại vì cây này anh em tôi dâm cũng tính ra 1 tháng mấy 2 tháng trời. Cái cây nhánh cái bo ghép nó đã ra dài, cái tược nó dài cái này các bạn. Cực kỳ tốt nha. Cái này mình để xuống đất là cái rễ trong cái bầu nó ra. Cái này mình chưa có tủ nha, tí xíu mình sẽ tủ mô lên, đắp thêm cái đất vô nữa. Rồi mình tiến hành tủ đi xong mình chia sẻ tiếp mọi người nha. Đây, sau khi mình đã đắp xong cái bầu mà gọi là cái mô, các bạn thấy chưa? Đã hoàn thành cây mít nha. Này, bầu này. Tại vì tháng này trồng cái tháng mưa mà nên anh em không có bỏ vào cái bùn ở dưới. Tháng này tháng nếu mà tháng nắng á, thì mình mới để cái lớp bùn để phía dưới cái bầu cho nó giữ ấm nha. Còn trời mưa thì tháng mưa này thì không cần. Chờ để bùn đó rồi cái lượng nước mưa nhiều quá, nó ẩm gốc quá, cây nó không phát triển. Đây, cái mít nó như gì là cũng đã hoàn thành rồi bạn. Đấy, cơ bản hoàn thành trồng đường cây bạn. Đi trồng tiếp đi. Đây nè, hồi trước anh em tôi vẫn trồng theo cái cách như nãy giờ mình đã chia sẻ đây. Cây nó phát triển được gì đây. Cái này khoảng 4 tháng em mà. Đây, quay cận cảnh trồng cái mít chi tiết luôn nha bạn. Đào lên cái lỗ thôi. Tại đây là cái ngay cái gốc cũ nó vẫn còn cái mô, nó rất là cao. Bây giờ mình không cần đắp mô thêm nữa các bạn. Cái này là trong vườn mít luôn. Này ông anh cũng đang trồng này, phải không? Hôm trước anh em có trồng có chia sẻ mọi người đó là hôm đó là tháng nắng nha. Tháng nắng thì mình phải trồng cho cái lớp một lớp bùn ở phía dưới để cho nó giữ ẩm. Còn bây giờ hiện tại giờ là vào mùa mưa bạn. Thì phải trồng khô, không có cho bùn nha.
Này mình tiếp tục đắp vào cái bùn, đắp vào cái đất và làm cái mô các bạn. Như chia sẻ với mọi người đó, hôm trước thì trồng phải bỏ lớp bùn, tại vì đó là mùa nắng. Còn bây giờ vào cái mùa mưa rồi, mình trồng khô thôi, không cho bùn gì. Cho bùn là cây nó sẽ bị úng, mưa lượng mưa nhiều cây úng là cây không phát triển được. Này, mỗi cái thời điểm mình trồng cây nó khác nhau các bạn. Đang chuẩn bị hoàn thiện cái mô đấy. Đất ở trong này rất là tơi mà, rất là tơi xốp luôn. Thì cái bên này, phía trước này các bạn nhìn thấy này, ngay đây. Đây là cái gốc của cái cây hồi trước mình đã bị bệnh ấy. Đã đốn bỏ rồi, không có để nữa. Giờ phải trồng thêm cây khác vào đây. Cũng thành một cái mô thôi mà nha. Đây cái mít trồng gì là nó hoàn thiện nha các bạn. Tại vì cây này có ở dưới này có gốc khá là bự rồi nè. Mà thấy không? Mình không cần phải cột, nếu mà anh em có điều kiện thì cứ cắm thêm cái cây cột thêm cho nó chắc. Như đây thì như vậy thì cũng khá ổn rồi các bạn. Ok, giờ em tiếp tục đi trồng đi, tại số lượng còn khá là nhiều các bạn. Đất cho này nó hơi cứng quá. Dễ mít. Tại cái cây hồi trước cây này cũng vừa đốn các bạn. Mình trồng kế bên luôn. Nó mít này giờ có còn những cái cây rễ bự thôi. Rễ nhỏ thì nhanh mục lắm. Nhanh thì phân hủy lắm. Mình trồng cặp bên thì được, không sao các bạn. Nhưng mít này cũng khá đặc biệt đó, tại vì cái rễ nó dưới đất nó nhanh phân hủy lắm. Bởi mình trồng kế bên luôn thì được, nhưng những giống cây trồng khác này hơi bất tiện các bạn, nhưng mít thì rất là tiện. Này mình trồng tắt rồi xong cái mít thấy không? Rất là nhanh. Mình đâu có dùng bầu làm bồi nhiều đâu, chỉ xới một cái lỗ xong rồi để cái mít xuống đó phủ tí đất lên được, đơn giản lắm. Tại xung quanh hai bên rãnh này mà thấy không, đều có mương có kênh thoát nước hết. Đây bên này cũng có này không, đây một kênh, bên này một kênh, bởi vì không có sợ cái lượng nước nó bên tồn đọng lại, thoát nước được hết nha bạn. Ok, tập trồng ở đây. Bầu cực kỳ đẹp luôn. Đất ở trên mặt cực kỳ xốp ạ. Đây ba cái lá mít này. Đây mặt cái mặt đất ở trên này toàn là lá mít. Lá mít nó gùn xuống này thành phân hủy thành phân hữu cơ. Cực kỳ tốt luôn. Này. Đây một cái bầu này. Này. Đất này mà đen mùn mà lá cây vẫn còn ấy, thấy không? Phân hữu cơ không đâu bạn. Còn một khoảng dài nữa tuốt đằng kia, anh em đi trồng thêm nữa bạn. Mít giờ đang có trái là khá là nhiều rồi. Này bạn thấy không? Ngay cả cây bên kia. Rồi trái trên luôn bạn thấy không? Vì nhiều. Tiếp tục đi dài này trước nữa. Anh em trồng xen nhau vậy mà. Cây nào mà già quá loại bỏ thì mình phải trồng xen vô cây khác liền. Này, trồng cái này nữa. Đây như vậy này, trồng cho nó xuống đất tí xíu mà tiếp tục đó mình phủ cái lớp đất lên thành cái mô nha. Đấy không? Đây
Đất ở đây thì cực kỳ giàu chất hữu cơ luôn các bạn. Tại vì cái lá mít nó gùn xuống đây, nó phân hủy thành phân hữu cơ luôn, cực kỳ xốp luôn. Đây mình lấy đất đắp thành cái mô các bạn ha. Lượng lá cây mít này nó rụng chỗ này cực kỳ nhiều, ngoài như cái lượng phân hữu cơ nằm phía bề mặt không các bạn. Phía bên dưới thì rễ mít ăn phía dưới, mà cái rễ mít này dễ phân hủy đó, 3-4 tháng là nó cũng thành phân hữu cơ hết rồi. Đó, cũng hoàn thiện cái mít nha, trồng rất là nhanh. Đây này, mấy cây này cũng trồng được khoảng 2 tháng, cây cũng bắt đầu phát triển tốt rồi, năm chồi này không, nó phát triển tốt rồi đó. Bên đây nè, trong vườn thì anh em cứ cây nào mà già suy yếu thì anh em sẽ tuyển đi, trồng xen thêm những cây mới vô. Đây, cây mít đã trồng hoàn thiện các bạn. Này bỏ công chăm sóc khoảng 1,5 năm, tới là 2 năm, 2 năm là có trái thu hoạch các bạn. Bón phân, tưới nước đều đặn. Ok, tục đi trồng tiếp. Này, đơn giản chỉ sắn một cái lỗ thôi, tại ngay cái gốc ngay bầu cũ, rễ còn cực kỳ ít các bạn, không có nhiều đâu. Đây, cận cảnh cho mọi người xem luôn, còn ít rễ lắm. Mấy cái rễ này quay thời gian khoảng chừng 2-3 tháng là nó cũng thành phân hữu cơ hết rồi. Này, cực kỳ ít rễ nha các bạn, rễ mít này nó phân hủy cực kỳ nhanh luôn. Bởi vì mình mới trồng sen như vậy mới được chứ, những cái giống cây trồng khác mình trồng sen vậy là chắc cây không phát triển nổi. Này, cận cảnh nó quanh nó trồng này. Cây này mình mua về mình trồng ươm, các bạn thấy rễ nó ra này. Đây, ươm cũng hơn 1 tháng nha các bạn. Rễ nó ra dài rồi đó, mình xuống đem mới đem xuống trồng. Cây nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Thấy rễ nó ra nè, lên tới trên bầu luôn. Đây, cái mình trồng hôm nay là nó rễ nó sẽ ăn ra ngoài đất, là cây nó sẽ phát triển luôn, không bị sựng gì hết, không bị mất sức gì cả. Như bình thường mình trồng không kỹ, ví dụ như không kỹ thì gì đất đây mình lắp vào đầy cái mặt bầu là được các bạn, đầy cái bầu đó vậy thì cũng được rồi, cây này cũng phát triển được. Nhưng theo trồng cây thì phải đắp lên cái mô cho thoát nước thì cũng rất là điều tốt, bởi vì mình đắp thêm cái bầu nó cho đẹp. Nếu như gì thì cũng được rồi nè, tiếp tục đắp thêm cái bầu cho nó đẹp tí xíu là nhìn cho về thoát nước nữa. Trong công đoạn đắp lên mô này xong ha, thời gian khoảng cho cây nó ăn rễ ra đất được là mình bón phân tưới nước đều đặn là cây phát triển cực kỳ tốt.
đất nó tươi xốp, rất là tươi luôn. Ok, các bạn hoàn thành cái mít này, thấy trồng nó hoàn thành rồi các bạn thấy chưa? Đất cực kỳ tươi luôn. Ghẻ mít này thì khoảng như mình chia sẻ là khoảng 3 tháng là ghẻ này cũng thành phần hữu cơ luôn. Đó, mít nó trồng hoàn thiện các bạn. Thì ok, cũng có tí xíu kinh nghiệm chia sẻ mọi người về trồng mít gì các bạn. Thì mọi người có cái cách nào hay hơn thì có thể chia sẻ để đóng góp mọi người cùng phát triển để nghề làm vườn của mình càng ngày càng được có thêm thu hoạch nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nha và hẹn gặp lại các bạn trong các đoạn video tiếp theo. Ok, bye bye.